Xin chào mọi người, mình là Ly đây. Hôm nay Ly sẽ chia sẻ với mọi người về một ngày đi xuống Măn Mờ, đi tiệm đồ châu Á nhé. Từ nhà Ly chạy xuống Măn Mờ mất khoảng 2 tiếng chạy xe. Bây giờ là Ly đang trên đường cao tốc để đi vào Măn Mờ. Mọi người xem cảnh xung quanh thật là đẹp. Có một chút sương mù rất là đẹp. Giờ mình đã đến trung tâm thành phố rồi. Giờ bọn mình sẽ đi tìm đường vào tiệm châu Á. Lâu lắm rồi bọn mình mới đi xuống dưới này để đi tiệm châu Á, cho nên giờ không nhớ đường để đi vào tiệm châu Á. Mình đã đến tiệm rồi. Đây là tiệm châu Á. Ở đây có rất nhiều các gia vị, các loại tương, loại sốt, rồi rau, củ quả, mấy đồ đông đá. Vì mình không tìm thấy mướp hương tươi cho nên là mình đã lấy một gói mướp hương đông đá. Ở đây còn có các loại bim bim nữa. Nói chung là đồ bên Việt Nam mình có những gì thì bên này đều có. Và còn có cả đồ Trung Quốc, đồ Hàn Quốc rất là nhiều nữa. Ở dưới Măn Mờ thì có 3 tiệm châu Á gần ngay nhau. Bây giờ mình sẽ đi sang tiệm thứ hai. Và khi đi sang tiệm thứ hai thì ở đây có một cái chợ trời. Chợ trời này là họp hàng ngày. Ở đây có rất là nhiều hoa quả châu Á của mình. Còn có quả mít tươi nữa. Nhiều khi xuống dưới này mua được rất là rẻ đồ. Giờ mình sẽ đi vào tiệm thứ hai nhá. Tiệm thứ hai thì cũng giống như tiệm đầu thôi. Nó cũng có nhiều mặt hàng gần như giống nhau, nhưng mà ở đây sẽ có nhiều mặt hàng đồ tươi hơn với cả đồ Thái nhiều hơn bên này. Bên này tiệm ở bên này nó rộng hơn nữa, thì là họ bày được nhiều mặt hàng hơn. Đây là tủ để rau của họ này. Để rau thì có rau cải, hoa chuối, rồi lấm, rồi ớt, sả, giò, có cả thanh long nữa kìa, dừa, rồi nhiều thứ lắm. Thường thường đi xuống dưới này thì mình sẽ mua nhiều rau tươi với quả tươi nhiều hơn. Ở đây là khu đồ đông đá của họ này. Có rất là nhiều đồ đông đá, là có thịt gà, thịt vịt, cá, ngô, khoai, tôm, rồi các loại điểm sấm của Trung Quốc. Có rất là nhiều đồ. Rồi ở đây thấy còn có nữa cả những cái son lồi, bát chảo, rất là nhiều thứ đồ châu Á của mình. Đây mình đã lấy một hộp nhãn. Mình đã đi đủ rồi cho nên là mình sẽ không vào tiệm thứ ba nữa. Với lại tiệm thứ ba thường thường đồ sẽ đắt hơn một tí và mình không thích cô chủ quán của tiệm thứ ba. Rồi sau đấy bọn mình đi bộ ra đến chỗ mà hàng ăn, bọn mình vẫn thường đến đây ăn thường xuyên mà khi xuống dưới này. Đến tiệm này là mình phải xếp hàng để đợi để được có chỗ để đi vào. Mình phải đợi mất khoảng 10-15 phút đứng ngoài đợi để phục vụ họ có thể sắp xếp bàn cho bọn mình.
Bây giờ bọn mình đã được vào bàn rồi, giờ bọn mình sẽ được đặt món. Ở đây mình sẽ đặt một phần steak với khoai tây chiên với salad. Ông xã mình cũng đặt một phần như vậy. Ông xã mình thì uống bia, còn mình thì uống nước chanh dây. Đồ quán đã đến với cả phần khai vị đã đến rồi, còn cũng ly nữa. Và mình có đặt thêm một phần khai vị là măng tây rán ăn với cả ost là phô mai. Nhìn thì có vẻ là không có gì đâu, nhưng mà phần khai vị này ăn rất là ngon. Thì ăn với măng tây với cả cái phần phô mai này của nó rất là hợp với nhau. Vì rồi đồ ăn chính đã lên đến nơi rồi. Ở đây thì có cả hành chiên nữa kìa, mọi người có thể nhìn thấy. Vì mình đã có bầu nên là mình sẽ gọi một phần chín. Nhìn miếng thịt kìa, trời, nó ngon dã man luôn đấy. Mình rất thích ăn salad ở đây. Salad ở đây ăn có một vị rất là ngon, một ít chua, một ít ngọt và một ít béo ngậy của sốt. Rồi bọn mình thanh toán và đi quay lại chỗ để xe. Đây là khu đường đi bộ của trung tâm bán mờ. Ở đây thì có các cửa hàng, có cả hoa em, các cửa hàng bán đồ quần áo, rất là nhiều loại cửa hàng ở đây. Bọn mình đã tiện đi vào hoa em để coi một ít đồ cho em bé và của mình, nhưng mình cũng không tìm được cái gì. Đôi giày cho em bé rất là xinh kìa. Sau đấy bọn mình đã lại đi bộ tiếp về chỗ để xe. Đây là cái cột để mình bấm để đi sang đường. Ông xã mình đã vào một mỗi tiệm kẹo. Ở đây có rất nhiều loại kẹo, rồi có cả quần áo, rồi chai nước, in hình kẹo nữa. Rất là nhiều loại kẹo ở đây. Bọn mình để xe ở dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm dưới bán mờ. Thì đây là Thuyang. Thì đây sẽ là trung tâm mua sắm mà thường thường mình sẽ hay đến ở dưới bán mờ. Bây giờ Việt Nam đang tranh cãi nhau về vụ Việt Kiều khi mà ở nước Mỹ và khi về Việt Nam. Hai cái rất là khác nhau, nhưng mà thực sự ra thì những ở đâu cũng vậy thôi. Ở bên Việt Nam thì cũng có hình tượng như vậy mà. Khi mà bạn đi làm thì bạn mặc quần áo đi làm. Thì hết giờ làm rồi thì bạn thay đồ ra thì nhìn bạn lộng lẫy lắm chứ. Ở đâu cũng vậy thôi, ở bên Mỹ hay là châu Âu, ở đâu cũng vậy cả. Ở bên Mỹ thì mình thấy họ mặc đồ hiệu nhiều hơn ở bên Thụy Điển. Ở bên Thụy Điển thì mình thấy họ mặc đồ nhẹ nhàng hơn, không có nhiều màu sắc. Không phải mỗi Thụy Điển đâu, mà hầu như là toàn châu Âu họ mặc quần áo giản dị lắm. Nhưng mà thực sự chất giá, nếu mà mình soi những cái đồ đấy của họ thì thực ra là đồ của họ rất là đắt đấy. Có thể là nhìn nó rách rưới lắm, nhưng mà thực ra nó là đồ hiệu đấy chẳng hạn.
mình thì không biết bên Mỹ như thế nào, nhưng ở bên châu Âu này thì hay là nước ở Thụy Điển mình đang ở đây thì mình thấy mọi thứ nó rất là tốt với mình. Vì thứ nhất là mình đi làm, mình có lương, mức lương của mình chi trả đủ với cuộc sống của mình, còn có thể thừa thãi để tiêu nữa. Rồi đi ăn uống, nhà hàng các cái chi tiêu đầy đủ, không có thiếu thốn một cái gì hết. Bên này khi mà mình có, ví dụ như bây giờ mình đang có bầu chẳng hạn, mình nghỉ làm 100%, nhưng mà mình vẫn có lương hàng tháng. Rồi đến khi mình đẻ em bé xong thì mình vẫn có lương nữa. Còn khi ở Việt Nam ấy, từ lúc mà mình mang bầu chẳng hạn, rồi đến lúc mà mình đi đẻ, thì khi mang bầu mình phải chuẩn bị tiền để đi khám thai định kỳ hàng tháng. Rồi đến lúc mà đi đẻ phải mất tiền để đi đẻ. Thì nếu như ai có điều kiện thì sẽ được ở phòng tốt hơn, phòng riêng. Còn ai không có điều kiện thì ở chung với nhau. Nhưng ở bên này thì không. Đi khám thai mình không mất đồng nào. Rồi đi đẻ mình cũng không mất đồng nào. Đến khi đẻ xong thì có nữ hộ sinh về nhà giúp mình một tuần đầu lận. Rồi khi con mình chào đời, con mình được hưởng trợ cấp 2.000 một tháng. Rồi nói chung là về phần an sinh xã hội ấy, thì ở đây nó sẽ rất là cao hơn ở bên Việt Nam. Bên Việt Nam thì đơn giản như những người có tiền thì không nói làm gì rồi. Họ có dư giả để tiêu, họ kiếm trăm triệu, hơn trăm triệu một tháng thì hoặc là một ngày thì họ sẽ có thể tiêu rất là thoải mái. Nhưng ví dụ như bố mẹ mình chẳng hạn, một tháng kiếm giỏi lắm được 2-3 triệu hoặc là 4-5 triệu là nhiều nhất. Thì làm sao mà đủ chi tiêu, xong đã vậy này còn tiền ăn học cho con cái, rồi tiền này tiền kia, đủ loại tiền. Nên là cái gì thì cái, nếu mà đi sang được những nước khác thì tốt chứ không phải là không tốt. Ở đâu cũng vậy thôi, có mặt lọ mặt kia. Ở bên Thụy Điển cũng vậy, hay là ở Mỹ cũng vậy. Còn mình thấy hợp ở đâu thì mình ở thôi, cứ không bắt buộc. Còn bây giờ hai đứa mình đang trên đường đi về. Cảm ơn mọi người đã xem video của Ly nhá. Xin chào. Đây là cảnh hoàng hôn.